Theo số liệu từ Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng, do ảnh hưởng lần bùng phát thứ hai của COVID-19, có hơn 56.000 lao động mất việc, trong đó tập trung nhiều nhất ở khối ngành du lịch dịch vụ với hơn 44.000 người bị ảnh hưởng, tăng gần gấp đôi so với đợt dịch đầu tiên. Điều này đã khiến nhiều lao động trong ngành du lịch dịch vụ phải xoay sở nhiều công việc thời vụ khác trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp cắt giảm nhân sự. Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, mặc dù hiện nay tình hình dịch bệnh có những tín hiệu khả quan, nhưng hoạt động ngành du lịch sẽ khó có thể tiến triển tích cực như kỳ vọng, nhất là khi tháng 9, tháng 10, 11 vốn là những tháng thấp điểm của du lịch nội địa.